ăn chuỗi mà đánh danh luôn. Ai có nhu cầu heo rừng đến đây tính nhá. Nhà cho ăn cây chuỗi nhá, thịt ngon lắm. Rừng ăn cây chuỗi thôi. Này mua heo rừng thế này phải heo có bao nạc cây chuỗi mà tay nhanh ăn kiểu mấy thịt thì hơi bị chất lượng luôn. Heo gầy ôm heo rộng đẹp nạc sạch giá nghe toàn cây chuỗi thôi. Đây còn đức nọc nhá, ai mua bản luôn. Tầm 30 kg đó. Heo bao nè, bao ngon. Heo ăn cây chuối. Heo chuẩn rừng nhá. Heo bao nè. Giao tình nha. Điện thoại 07 8 507 7839. Chuẩn rừng một đống chuỗi mà gần hết rồi. Từ 15 đến 25 kỷ heo gầy bao nạc anh dùng bắt con về nộng anh dùng ơi nộng luộc vô chưa bắt con rồi nhảy nha chứ lần ngón ra đi nữa hắn nói cho ăn cực khổ quá ấy hắn lơm nuôi lần cực khổ quá hắn lơm này chứ vô nhà anh tâm ăn con mà
chuối hết rồi. Hẹo không có nồng nha, hẹo nạc nha. Nuôi hẹo không nên nuôi heo nồng nha, heo nồng mơ nha. Hãy cần heo rừng liên hệ với